Hôm nay mày sao vậy Tình? Từ hồi tối tới giờ tao thấy mày buồn lắm đó. Ủa có chuyện gì hả? Mày hỏi chi cho mất công vậy? Tính thằng Tình nó vậy đó, đa sầu, đa cảm, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng, không bao giờ nó nói với ai đâu. Đúng rồi đó, thằng Tình hình như là nó khóc. Tình, hôm nay mày sao vậy? Mọi khi có chuyện gì mày cũng tâm sự từ tao nghe mà. Không lẽ hôm nay có chuyện gì tới mức khó nói lắm hả Tình? Nói đi Tình. Nói đi Tình, nói đi Tình, nói đi Tình, nói đi Tình. Có chuyện gì đâu mà tụi mày ngồi ra ngoài. Vậy tại sao mày khóc? Chỉ là buồn. Buồn à? Nhưng mà phải có chuyện gì mày buồn mới được chứ. Mai này mày sẽ được rời ra Nghĩa Trang để giết thằng Phú. Tao sẽ không còn được chăm sóc cho tụi mày. Giờ nỗi buồn nhiều hơn. Tao đã không biết chia sẻ cùng ai nữa. Chuyện gì? Cái thằng này lúc nào nó cũng vậy á. Dạ, cái đó không quan trọng đâu. Nếu mày muốn á, mày chuyển gì cho nó công tác, khi nào rảnh nó thăm tụi tao, đúng không? Đúng có Tình, không cần mà. Nó là người sống có tình có nghĩa như vậy đó. Tụi bay không còn nhớ hả? Có lần á, địch đột kích, thằng Long á bị thương nặng. Thấy thương nó ốm yếu như vậy á, mà nó giác thằng Long lên tận đơn vị, đạn thì bắn cái trên đầu, mà nó có sợ đâu. Có đạn thì đâu mà tụi bay cứ nhắc mãi đi. Sao mà không nhắc cho được? Sống lúc nào á, cũng nghĩ cho mọi người á. Nên anh em á, nó nhắc mày là phải rồi. Bởi vậy á, nó có cái tên Tình, mà là Tình nghệ sĩ nữa đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Bài hát cho tao nha. Ừ, được đó. Mày đợi đi. Năm anh em trên một chuyến xe tăng, như năm bông hoa nở cùng một đời, như năm ngón tay trên một bàn tay, đã sung trần là năm người như một. À, và sau đây chức đoàn xin được phép tiếp diễn. Cái ngọn đồi bên kia nó là khu vui chơi giải trí,
Nếu mà như vậy thì theo em nghĩ nó sẽ rất là tốn kém vào cái khoản chi phí bồi đắp đất. Mình có thể bàn lại với cấp trên chuyển từ cái khu vùng trũng này làm công viên nước. Anh thấy như thế nào? Cái này tôi đã suy nghĩ khá lâu rồi. Nhưng khi tôi đưa lên cho chủ tịch hội đồng dự án thì họ không xét duyệt. Cho nên cậu cứ dựa trên bản thiết kế mà cậu làm, không phải suy nghĩ một vấn đề gì hết. Cho tôi xem lại bản thiết kế. Dạ. Cái khu này có phải khu đồi bên kia không? Dạ đúng rồi, nguyên cái cụm này đó là khu đồi bên kia. Anh nghe là Nga ơi, em tới rồi hả? Em lên ủy ban nghỉ một lát đi, anh xong việc anh sẽ gọi em ngay. Cậu Hùng này, dạ. Cậu đi kiếm ông Năm giúp tôi đi, tôi ngồi đây chờ cậu. Trước đây đâu có nhiều ngôi mộ như thế này. Em đã đưa bác Năm tới rồi. Cô Hùng nè, bây giờ xong việc rồi, cậu đi đưa bác Năm tới rồi. Chào ông anh. Chào ông. Tôi có thể giúp gì cho ông? Không giấu chuyện anh, tôi đi tìm ngôi mộ của một người bạn. Đã lâu rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy. Sau giải phóng tôi có về đây một lần để hỏi thăm. Nhưng lúc đó không có nhiều ngôi mộ như thế này. Giả lại có một số ngôi mộ không tên tuổi, không thể xác định được rõ. Ông thấy lạ cũng phải, vì có những ngôi mộ mới đắp sau này. Sau đời tôi lại ủy ban xã tìm hải cốt các chiến sĩ đã mất trong trận chiến. Tôi thấy trong danh sách mộ mộ có tên bạn tôi, không biết có phải không. Vì ở đây có những ngôi mộ có tên mà không có tuổi, có cái có tuổi lại không để nó mất. Chắc ông biết rõ những ngôi mộ này chứ? Rõ chứ, vì chúng tôi là người chăm sóc những ngôi mộ này gần chục năm rồi. Tôi cũng nghe trợ lý tôi nói trước đây ông là chiến sĩ và sau này ông về công tác cho ủy ban xã luôn. Vậy ông ở đơn vị nào? Tôi ở trung đoàn 2. Trung đoàn 2? Tôi cũng ở trung đoàn 2 của đội 17 này. Vậy tôi giúp gì cho ông? Lúc nãy tôi cũng nói với ông anh rồi đó. Tôi đi tìm mộ của một người bạn. Anh ấy cũng tự trọng ở đây này. Ông sống ở đây lâu chắc ông sẽ biết rõ đó. Vậy bạn anh tên là gì? Anh ấy tên là Tình, Nguyễn Văn Tình. Cũng trong cái trận chiến đó, tôi thì may mắn thoát chết, còn anh ấy thì không thấy đâu. Sau đó một thời gian người ta mới gửi giấy báo tử về, nhưng không có một ghi vật nào. Ông có biết ngôi mộ Tình ở đâu không? Chị giúp tôi với. Anh ấy tên là Nguyễn Văn Tình, quê quán Hà Nội, sinh năm 1958, mất năm 75, ở trung đoàn 2. Tiểu đội cũng không cần tìm nữa đâu. Đi mộ của anh Tìm nằm ở đây. Ngôi mộ thì ghi chữ Tình, có chắc là bạn tôi không? Chắc chưa.
sau khi tìm được thầy của mình, tôi có giữ một số kỷ vật của anh ấy. Ký nhập, chờ tôi một chút. Thế cậu làm sao? Thưa ông, đây là kỷ vật của anh Tình. Ông chắc chứ? Ông cứ xem đi. Tình là chiếc khăn của Nga mà. Cậu Hùng ạ, cậu lên địa bàn đó thì nghe xuống đây giúp tôi nha. Thưa ông, tôi không thể đến lâu được nữa. Tôi còn phải lên ủy ban cấp để tập văn nghệ. Bọn trẻ ở tờ xuống, xin phép không? Ông ơi không ạ, tôi muốn hỏi ông một chuyện. Tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi, tôi đã nói hết với ông rồi mà. Cây đàn đó là... thì nó chỉ là cây đàn bình thường do ủy ban tặng tôi ở tập văn nghệ, mà nó liên quan gì tới ông chứ? Không, ý tôi nói là những nhầm chứa trước cây đàn đó. Thì nó là của, là của thằng Tình bán tôi khi tôi tặng cây đàn cho nó. Nó đã viết lên những dòng thơ mà tôi không thể nào quên được. Chết cũng bên nhau, mình đông thân yêu thật ấm áp hơn nhiều. Nếu phải về chứng kiến điều bất thành, thì thà để chúng tôi ở lại cùng với những người nằm xuống không tên. Thật tình mà tôi đã chết rồi thì ai viết những dòng chữ này trên cây đàn đó? Là sao hả Tình? Tại Tình, đây là hình xăm đó xăm cho mày mà. Không sao được đâu được. Mày không nhận ra tao sao? Tao Tài này, Tài mà ngày xưa đắp chung chân cùng hút chung điếu thuốc cùng chiến đấu với mày trên cái mảnh đất này này. Tao là Tài này Tình. Tài. Tiểu đội 17. Tao đã nhận ra mình ngay từ đầu. Nhưng mà tao... Trời ơi!
Nghĩa Nhân Tình. Tôi là Trọng Nhân Tài. Bà có cái mặt. Được. Trời ơi, cái thằng mày định lại kêu ngồi với tao đi. Lúc nãy nhìn ngôi mộ này, tao tưởng mày đã chết thiệt rồi. Sau cái tiếng nổ thảm khốc đó, tao thì may mắn không chết, và được đưa về trạm y tế của mày. Còn mày, lúc đó thì sao? Tao thì cũng ngỡ mình đã chết, nhưng ông trời may mắn cho tao còn sống sót và giao cho tao trách nhiệm chăm sóc các bi mộ anh hùng. Tao cũng nghĩ vậy nên lập bi mộ cho mình luôn. Mày còn sống là sao? Đừng nên nói vậy. À, mà gương mặt mày vì sao vậy? Thì cũng trong trận chiến đó, gương mặt tao bị phá hủy, thân thể thì bị biến ra, nên cũng chẳng còn ai nhận ra tao nữa. Mà thôi, mày sao rồi? Đang công tác ở đâu? Thì sau giải phóng, tao về công tác ở văn phòng của Mỹ, rồi chuyển sang làm công ty du lịch, và bây giờ là giám đốc công ty xây dựng Sài Gòn. Còn mày, sống sao rồi? Tao thì vẫn vậy thôi, chứ giờ ở đây vẫn đi công tác ủy ban xã. À, rảnh rỗi nên lên tập văn nghệ với tao. Lúc đầu có trẻ sợ tao lắm, nhưng mà dần quen tao, hiểu tao, chúng nó lại buồn. Còn những mỏ này thì cũng trong trận chiến đó, tao cũng nghĩ mình đã chết, nhưng may mắn còn sống. Tao quay trở lại và biết được anh em đã lập những ngôi mộ, nên tao lại chăm sóc họ luôn. Thằng Tài, thằng Lực, thằng Vinh, và ngay cả thằng Cường nữa, mày đều nhớ chúng nó chứ? Bọn nó được nằm ở đây hết sao? Giờ đây, thân thể tụi nó đã hòa vào từng rễ cây, đất cát từ mảnh đất này. Lúc đó, tao không thể tìm được tụi mày, cả Nga nữa, nên tao đã khắc tên trên thân cây làm bia mộ. Mọi chuyện đã qua rồi, bọn nó sẽ được đưa lên đại liệt sĩ ở thành phố. Tất cả là công của mày đó. Công gì chứ, nó là trách nhiệm của tao mà. À mày này, được Nga sao? Thì Nga sống vẫn tốt, nhưng còn chuyện tình cảm thì tới giờ qua vẫn chưa lập gia đình. Sao? Thì không chờ đến mày đó. Chờ tao? Sao mày không khuyên Quế tìm hạnh phúc khác? Chờ đợi một người đã chết như tao làm gì chứ? Thì mày cũng biết tính Nga đó, có bao giờ chịu nghe lời tao đâu. Còn nói chuyện thay đổi gia đình, nếu biết chắc mày đã chết. Bây giờ mày còn sống, chắc quá mừng lắm đó. Không, không được. Không thể để cho Nga biết tao còn sống được. Sao vậy? Cô ấy đã chờ mày nhiều năm rồi mà. Tao cũng chả biết nói nào với mày nữa. Tao biết mày thương Nga thật tình, hay là mày đem hạnh phúc cho cô ấy được không? Chuyện tao còn sống, tao cấm mày nói ra. Nếu không, tao sẽ không coi mày là bạn nữa. Tài à, mày nghe tao nói gì không? Tao nghe, nhưng tao không thể làm theo ý mày được. Tại sao? Mày quá ích kỷ. Một người con gái chờ đợi mày mười mấy năm, đã đau khổ vì mày, chấp nhận sống vô vàn để cô đơn chỉ vì một tình yêu chung thủy. Vậy mà bây giờ mày biểu tao nói dối cô ấy hả? Tao làm không có được đâu. Tao sống không ích kỷ chỉ vì tao nghĩ cho cả Nga và mày. Thằng bạn thân chí cốt của tao, nếu tụi bay đến được với nhau chắc sẽ rất hạnh phúc. Làm sao có hạnh phúc khi không có tình yêu thật sự? Tao không chối bỏ với mày vì việc tao rất yêu Nga, nhưng tao tôn trọng tình cảm của cô ấy.
Ngài chỉ yêu mày, mày có biết không? Trời ơi, tao nói như vậy mà cậu không hiểu sao? Làm sao tao đến với Nga với khuôn mặt và hình hài thế này chứ? Tao đã chết rồi, chết từ lâu rồi, mày nghe rõ không? Xung quanh là các đồng chí trong cái điểm đội của mình đó, thằng Lập này, thằng Cường, thằng Vinh, cả thằng Long nữa, bọn nó đều nằm ở đây hết rồi mà. Yeah.
nghe chưa Tình? Tình yêu không hề đơn giản chút nào. Nếu như con người ta yêu thì dù sống hay chết, dù xấu hay đẹp, người ta vẫn yêu. Bởi vì con người ta yêu tâm hồn và một nhân cách tốt đẹp. Anh nói cho thằng Tình đã nằm ở dưới kia. Nếu mà nó có nghe thì hãy ngồi dậy mà trả lời. Tại sao lại để cho em đau khổ như thế này kia chứ? Anh Tài à, anh Tình không hề làm cho em đau khổ. Dạ trong suốt 20 năm em chờ đợi anh ấy. Đó là sự tự nguyện của em, bởi vì em yêu anh ấy. Ta ngồi đó nãy giờ chắc cũng nghe và thấy em khóc rồi. Em hỏi gì thì hỏi đi. Chào bà. Ông cho con hỏi, sau khi tìm thấy được hài cốt của ông có giữ hay là ông có biết những bất kỳ kỹ thuật nào của anh ấy nữa hay không? Chờ đợi một người đã chết chứ. Anh Tài, anh có nghe thấy giọng nói của ông ấy và cái cách mà ông ấy gọi tên của em nữa. Ông ấy gọi em là Út Nga, nó giống như lại cách gọi của anh Tình. Tôi xin phép. Khoan đã, giọng nói của ông
phép tôi đi trước. Khoan đã, bây giờ mày còn lẩn tránh nữa sao? Dù mày không có tay là bạn nữa, tôi vẫn phải nói những điều mày làm cho mọi người chưa đủ là sự hy sinh cao cả hay sao? Bây giờ mày còn e ngại khi đối mặt với Nga. Anh không được nghĩ sai về em nữa.